Thưa quý vị và các bạn, với những người làm báo, mỗi lần kỷ niệm ngày báo chí là dịp để ôn cố, tri tân, để thêm tự hào về nghề và vững bước hơn trong chặng đường tương lai. Riêng với những người làm báo và đang theo học để làm báo tại Huế, niềm tự hào đó càng được nhân lên bởi chính mảnh đất này đã từng là trung tâm của báo chí cách mạng cả nước. Tự hào với hành trang truyền thống đó, nhưng đây cũng là trách nhiệm đặt trên vai thế hệ những người làm báo hôm nay để tiếp nối dòng chảy báo chí cách mạng tại Thừa Thiên Huế. Cứ có thời gian rảnh là nhóm sinh viên năm 3 khoa báo chí và truyền thông Đại học Huế lại tìm đến những địa điểm như bảo tàng, thư viện để tìm kiếm thêm tư liệu phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Trong hành trang của những nhà báo tương lai này, ngoài những tri thức được học trên giảng đường, còn có cả niềm tự hào được học tập tại Huế, nơi đã từng là trung tâm báo chí cách mạng của cả nước. Em cảm thấy rất là may mắn khi mà được sống và học tập trên mảnh đất Thừa Thiên Huế, là một mảnh đất giàu truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam. Học ở một nơi có nhiều truyền thống thì em sẽ biết được về lịch sử của nước ta nhiều hơn và biết đề về những tờ báo mà xuất hiện đầu tiên. Với nhà nghiên cứu Dương Phượng Thu, việc sưu tầm các ấn phẩm báo chí là niềm đam mê và cả một hành trình dẫn thân. Hiện nay ông đã có khoảng 200 tờ báo lớn nhỏ xuất bản ở Huế, nhiều tờ xuất hiện cách đây gần cả thế kỷ. Kho tư liệu đã cho thấy vai trò trung tâm của báo chí Huế một thời. Ngay sau sự xuất hiện tại Huế vào khoảng năm 1928 của báo Thanh Niên do nhà báo Nguyễn Ái Quốc sáng lập, mở đầu cho dòng báo chí cách mạng, những tờ như Phụ Nữ Tùng Sang, Con Đường Đấu Tranh, Học Trò, Vô Sản, Chỉ Đạo, Tin Tranh Đấu liên tục xuất hiện. Tính đến năm 1932, Huế đã có trên 25 tờ báo cùng với hàng chục tờ báo Việt Tây của những người hoạt động cộng sản ở Huế. Phải nói rằng là những nhà cách mạng trước đây, trước khi chưa có nhà nước, chúng ta chưa giành được chính quyền, chỉ đảng hoạt động vai trò của đảng thôi, thì các nhà báo, các nhà hoạt động chính là những nhà báo. Họ hoạt động trên vai trò đó chứ. Ví dụ Nguyễn Trí Thanh là hoạt động trong cái tờ Vì Chúa, Nguyễn Chí Diệu thế, Hải Triều, Phan Đăng Lưu, ngay cả cụ Phan có nhiều cái hoạt động bằng lập ngôn trên báo chí và phải mượn báo chí để hoạt động. Và chính báo chí là hiệu triệu quần chúng tập hợp dưới cái đường lối của những người cộng sản vào thời điểm sau cách mạng tháng 8 cho đến đầu 47, Huế có 17 tờ báo. Tôi xin nói các bạn rõ là lúc đấy miền Bắc cũng chỉ có 2-3 tờ. Sài Gòn có 3 tờ nhưng chỉ tồn tại được một tháng thì toàn quốc kháng chiến. Trong lúc đó ở Huế thì kéo dài hơn và điều kiện in ấn của Huế cũng thuận lợi hơn. Hơn nữa là cái đội ngũ trí thức của kinh đô cũ ở Huế đang hoạt động đó thì họ ở lại Huế, họ tham gia. Báo chí đã tuyên truyền, hướng dẫn và hiệu triệu quân chúng đi theo cách mạng. Nhiều cuộc bãi khóa, đình công, biểu tình có xuất phát điểm là những bài báo kêu gọi của những nhà báo yêu nước. Cái đóng góp của báo chí trong cái sự nghiệp giải phóng là cực kỳ to lớn. Và bây giờ ta đọc lại những tờ báo, ta thấy ghi những cái việc rất nhỏ của những người dân đóng góp, những cái bàn chống, những cái nắm gạo hay là những cái trận đánh lớn, thì tất cả báo chí đã chép một cách trung thực, mà chúng tôi gọi là báo chí là chép sự hàng ngày. Ta thấy rằng nhanh lúa khi mà hiệu triệu đi đón Goda đòi đưa những cái yếu sách về chính phủ tiến bộ của Pháp lúc bấy giờ, mặt trận bình dân, mặt trận dân chủ ấy, thì rõ ràng báo chí là có vai trò rất là tích cực. Đến khi cách mạng tháng 8, tôi xin nói là ngày 23 tháng 8 là cái ngày mà trước đó chính phủ Trần Đồng Kim là ý định tổ chức một cuộc meeting tại sân vận động Huế, thì chính báo chí đã hiệu triệu trước và biến cuộc meeting của chính phủ Trần Đồng Kim thành một cái biểu dương lực lượng của cách mạng tháng 8. Dù mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ cho ra những phương pháp làm báo khác nhau, nhưng có thể khẳng định báo chí cách mạng xuất bản tại Huế là một dòng chảy không ngừng nghỉ. Ở đó, những nhà báo, nhà hoạt động cách mạng và sau này nhiều người trở thành những nhà lãnh đạo, những trí thức lớn của đất nước thể hiện vai trò tiên phong của mình. Ngày nay, với một đội ngũ đông đảo những người làm báo, hệ thống các cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo, Huế vẫn đang và sẽ còn là một trong những trung tâm báo chí của miền Trung và cả nước. Muốn nói một trung tâm, nó thứ nhất là nó phải sản phẩm báo chí, thứ hai là nó đội ngũ trí thức, thứ ba là cái diện rộng của báo chí. Trung tâm Huế nó không được như ở vị trí trước, nhưng nó vẫn đang là một trung tâm của khu vực và vùng miền. Nói như vậy không có nghĩa ngoa ngoắt đâu. Bên cạnh cả cái báo chí của tỉnh nhà thì lực lượng báo chí rất lớn ở Đại học Huế, rất nhiều tạp chí, thì điều đó để khẳng định thêm một cái phần rằng là cái tính tích cực và cái vai trò
của báo chí đối với đời sống xã hội. Ở Huế là một trong những cái nôi của báo chí cách mạng Việt Nam. Và khi mà học ở mảnh đất như thế này thì em cảm thấy mình vừa tự hào nhưng mà cũng vừa mang nặng nhiều trách nhiệm. Vì khi là một người sống ở và học tập ở một mảnh đất truyền thống như thế này thì đòi hỏi mình phải làm sao đó để nói tiếp theo truyền thống, gìn giữ được truyền thống cách mạng này. Đây cũng là mong muốn chung của các nhà báo tương lai, thế hệ sẽ tiếp bước vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng vì một xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.